Hello, xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta có thể là xem video YouTube ở cái chế độ ẩn danh. Thì cái lợi ích của cái việc mà chúng ta xem YouTube ở chế độ ẩn danh thì nó thường là sử dụng trong những cái trường hợp như sau. Ví dụ như là chúng ta mượn máy của người khác mà chúng ta không muốn là khi mà chúng ta trả máy thì họ có thể là xem được cái lịch sử tìm kiếm ở trên YouTube, tức là những cái video chúng ta đã xem và những cái hạng mục nào chúng ta đã tìm kiếm thì nó sẽ lưu lại. Khi mà chúng ta xem ở chế độ thông thường thì những cái lịch sử tìm kiếm và những cái video chúng ta đã xem thì nó sẽ lưu lại nha. Hoặc là chúng ta truy cập vào những cái internet công cộng, ví dụ như ở quán internet thì nó có thể là nó lưu cái lịch sử tìm kiếm và cũng như là cái lịch sử đăng nhập của chúng ta nha. Thì cái việc mà chúng ta xem video ở cái chế độ ẩn danh như thế ở trên YouTube thì nó giúp ích chúng ta là có thể là giữ được bí mật những cái video chúng ta đã xem, cũng như là cái lịch sử tìm kiếm thì nó sẽ không hiển thị ở trên cái phần lịch sử tìm kiếm nha, ở trong cái phần tìm kiếm. Rồi, và sau đây thì các mình sẽ hướng dẫn chúng ta có thể là bật được cái chế độ ẩn danh khi mà xem video ở trên YouTube nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là biểu tượng tài khoản của chúng ta trên YouTube. Các bạn sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi các bạn chọn vào đây thì nó sẽ có một cái phần là bật chế độ ẩn danh mà các bạn sẽ chọn vào. Đó, như vậy là nó sẽ chuyển chúng ta đến cái chế độ ẩn danh và ở phía bên dưới nó sẽ có một cái dòng chữ thông báo là bạn đang ở chế độ ẩn danh. Tiếp theo thì các bạn sẽ xem bất kỳ một cái video nào mà chúng ta mong muốn, cũng như là nếu mà chúng ta muốn tìm kiếm một cái video nào chúng ta sẽ chọn vào chế độ tìm kiếm ở đây. Tuy nhiên thì cái lịch sử tìm kiếm nó sẽ không tự động nó lưu lại nha, có nghĩa là nó sẽ bảo mật hoàn toàn cho chúng ta. Rồi, và khi mà chúng ta đã kích hoạt cái chế độ ẩn danh lên thì cái phần là thư viện, có nghĩa là nó sẽ cho phép chúng ta xem lại những cái lịch sử video chúng ta đã xem, hoặc là cái phần là kênh đăng ký của chúng ta thì nó sẽ không hiển thị ở đây nha. Đó, nó sẽ ghi là khi bạn ở chế độ ẩn danh các đăng ký của bạn sẽ bị ấn. Và nếu mà các bạn muốn xem lại những cái kênh video mà chúng ta đã đăng ký thì các bạn bắt buộc phải tắt cái chế độ ẩn danh đi bằng cách là chúng ta chọn vào phần là tắt chế độ ẩn danh. Thì sau khi chúng ta tắt chế độ ẩn danh thì những cái video chúng ta đăng ký, những cái kênh chúng ta đã đăng ký thì nó phải sẽ hiển thị những cái video đây nha. Và khi mà chúng ta bật lại chế độ ẩn danh thì những cái phần này nó sẽ bị tắt hết đi và chúng ta không thể nào mà xem được phần thư viện và phần kênh đăng ký nha. Rồi, như vậy là trên đây là mình đã chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể là bật cái chế độ ẩn danh khi mà xem video trên YouTube lên. Thì hy vọng cái video này nó sẽ giúp ích gì cho các bạn. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.